Rồi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tấn Lan Thăng Đầy. Đây bạn ơi, thì hôm nay mình có cây me nữa bạn. Đó, cây me chua nha bạn. Thân nó thì cũng quái dị kỳ cục nè, nguyên cái dòng nữa bạn. Đó. Đây, cái dòng này là người ta sửa, người ta ương hạt từ nhỏ rồi người ta sửa nữa bạn. Đó. Cái đường cung này mình không có thích bạn ơi, thì để mình nay mình lên chậu rồi mình chỉnh nó lại coi, chủ yếu là cái bộ bộ đế mà sau này các bạn, nó quái dị cực kỳ nha các bạn. Đó, giờ mình thử lôi nó ra, mình coi mình lên chậu mình làm cái thế nào cho nó đẹp đẹp bạn ơi. Tại vì trong cái bộ sưu tập mình thì đây là cái me đầu tiên mình làm mấy bạn. Nó trước giờ toàn hồng ngọc mai này kia rồi mùi quế chứ chưa có cái me các bạn ơi. Đó, chưa có cây ăn trái, có dâu rồi. Đây các bạn. Đó, giờ mình cắt nó ra đi. Đó, mình phá trước cái phần còn ghế trên này đi, mình coi cái đế nó là còn cái gì ở dưới nha các bạn, rồi mình hãy nhổ nó ra trồng luôn. Đó. Phá từ từ ra đi. Cây này thì mình đem về mình cũng chưa có môi cái phần đế ở dưới coi là cái phần dưới là nó cái gì nha các bạn. Đó, thì một là cây này, một là mình vô chậu mình làm cây bonsai. Cái thứ hai hoặc là mình không vô chậu, nếu mà cái nó phù hợp đó, thì mình cho nó ký đá luôn nha các bạn, cho nó ôm đá ghép với đá chơi luôn. Đó, giờ mình bưng nó ra đi các bạn, coi cái có hàng độc gì dưới đây không nha các bạn. Dưới mà một cục nữa thì thôi nha. Có một cục rồi các bạn ơi, mình thấy dưới thì cũng rễ những cái rễ nhỏ, rễ cám của nó không mà nó nhỏ nhỏ chứ không có rễ lớn nữa, chỉ có cái phần cái chùm này nó nằm ở trên nè là nó quái dị cà na bạn ơi. Chơi thì những cái cây me này thì cái chỗ mình mua thì người ta cũng nhiều lắm ơi, me phôi nhỏ nhỏ mini kiểu này nè, đa số là những cây me này hồi trước người ta là ương hột nha các bạn, rồi người ta sửa từ nhỏ thì giá nó cũng dễ chơi nha các bạn. Đó. Có bạn nào có thích có cần á thì cứ liên hệ với mình. Đó, mình sẽ lấy, mình chia sẻ cho mấy bạn chơi nha các bạn. Đó, cây này thì mình thấy me mà để anh em mình chơi mini nó cũng hay các bạn. Đó, vì đây là cái cây me đầu tiên mình chơi, rồi, bởi vì thôi mình làm rồi mình cũng quay lên góp vui với mấy bạn rồi chơi nha các bạn. Đó. Đây củ đế nó mình móc nó ra được rồi nữa rồi. Đó, thấy nó cũng một chùm rễ ở dưới các bạn. Giờ thì để mình tìm một cái chậu thế nào mà cho nó phù hợp nha các bạn. Đó, còn gì thì mình đem ra mình vũ cái rễ nó ra luôn các bạn ơi. Vũ thì mấy bạn vũ cẩn thận nha các bạn, vũ cho sạch ra luôn đi mình trồng vô lại coi phần rễ làm sao. Rồi đây nè các bạn, đó, mình đã vũ cái phần đất trồng ra nè, thì nó còn là cái bộ rễ gì nè. Đó, nhưng mà nói bạn là cái bộ rễ này là mình hạn chế là làm tổn thương nó nha các bạn, tại vì cây me thì nó cũng dễ sống nhưng mà mình hạn chế làm tổn thương nó. Với lại đây là cũng lần đầu mình thử làm một cây me nên mình cũng không có
biết chắc là cái khả năng nó làm sao đó. Bởi vì mình quay lên đây chia sẻ giao lưu với bạn, thì bạn nào có cái ý kiến đóng góp gì á thì các bạn để lại cái bình luận đóng góp với mình nha bạn đó. Thì thật sự mình ở đây thì mình cũng chỉ là làm bài ra chơi, quay lên anh em giao lưu chơi thôi nha. Thật sự mình rất cần những cái ý kiến đóng góp từ các bạn mà cùng yêu cây cảnh bonsai nha các bạn đó. Thì đây mà mình không cái co đó giờ nó quái quái lạ lạ, nhưng mà thật sự là chơi nó không hay các bạn. Giờ mình kéo làm sao lên cho nó lên, hoặc là chơi dán đổ đây đây các bạn ơi. Mình có chuẩn bị một cái cục đá, nếu mà cái trường hợp mà vô chậu này mình thấy không ổn thì mình cho nó lên đá luôn các bạn. Đây những cái rãnh nó có sẵn nữa nè đó, thì mình sẽ tìm cái thế nào mà để coi cái thế nào nó phù hợp để mình ghép vô cái cục đá này đi các bạn ơi đó. Nhưng mà mình cái phần này mình chơi ghép thì mình không có dán vô cái chậu nha các bạn, mình chỉ ghép nó vô rồi mình trồng nó vô thôi. Đó, giờ các bạn thấy mình chắc mình lòn luôn cái thân nó vô cái rãnh đá đó, sau này cho nó bự rồi là nó nở ra nó ôm cho nó quái quái nha các bạn. Đây giờ mình kéo nó lên cho nó nằm gì được không các bạn. Đó, ý của mình là để cho nó giãn cái phần cong tròn này ra các bạn ơi. Nếu mà nó tròn quay vậy như cái thân mà hồi nãy lúc đầu thì mình thấy nó không hay các bạn ơi, nhìn nó không có tự nhiên. Đó, cây tự nhiên mà cây nào mà nó tròn do vậy cũng hiếm lắm mà khó à. Đó, giờ mình làm sao mình ốp rồi mình ghép vô cho nó nằm trên cái khe này, hoặc là nó quấn cái viên đá này nha các bạn. Đó. Thì hôm nay thì cái video này mình để cũng hơi dài dòng để nói chuyện với các bạn đồ chơi đó. Thì sẽ quay cận cảnh toàn bộ cái quá trình mà mình làm xong một cái cây me này ôm đá. Thì sau này nếu mà có điều kiện mà cây này nó phát triển tốt, mình sẽ làm một cái video quay về cái cây me này cho các bạn coi nè. Đây. Đó. Một hồi mặn mò thì mình định là đưa cho cái thân nó nằm dị các bạn ơi. Đây nó sẽ ốp vô cái kiểu này đi, lá tối nó xếp lại hết nha các bạn, lá nó cũng giống giống mình thấy nó giống giống như nó cỡ vậy các bạn, tối là nó xếp me, nó xếp lá lại teo quéo lại luôn. Giờ mình mặn mò ra thì ý định mình sẽ ghép cái kiểu này cho nó gọn lên đây nè bạn. Đó. Giờ mình lấy cái dây nhôm mình hay uống cây nè bạn. Đó. Rồi mình sẽ cố định nó vô nha các bạn. Này mình vô dây, mình định vô dây, nhưng mà vô dây sau này nếu mà nó lòn vô cái kẻ đó mình sẽ không có cắt cái dây ra được nha các bạn. Bởi vì bắt buộc mình phải dùng cái dây mình kéo từ dưới kéo lên, mình kéo cho nó ôm sát sát vô cái phần đá này hết nè các bạn. Đây nè. Đó, dưới đây là mình trước tiên là mình cố định cái phần đế gốc nè. Nó để cho nó cố định nó nằm đây luôn. Sự con tay thao tác cũng hơi khó các bạn ơi. Dưới phần là cái thay thân cây me này bây giờ nó cứng rồi, cái thân gỗ của cây me là nó cứng dữ lắm nha các bạn. Nó mà lớn quá là mình định hình nó là thua luôn các bạn ơi. Phần này thì nó còn nhỏ nhỏ thì nó cũng đỡ. Đó, các bạn thấy cái đường mà mình nhét nó vô không? Thì mình tin rằng nếu mà sau này á mà cái cây me này nó phát triển tốt, mình trồng nó nhiều năm, cái thân nó lớn lên đó các bạn. Thân nó lớn lên rồi bắt đầu nó nở ra là nó ăn trong cục đá, là mình sẽ có một cái tác phẩm là cực kỳ đẹp nha các bạn. Nó cực kỳ lạ đẹp, là nó sẽ cái kiểu mà nó tự nhiên nha các bạn.
Tại vì nó kiểu như ở ngoài tự nhiên là nó mọc nhiều năm rồi á, thì nó sẽ bám ăn vô cái vách núi đồ luôn vậy các bạn. Thực sự là mình là cái cảm giác mình thích những cái thể loại mà những cái tiểu cảnh gọn gọn với lại những cái bám đá này nha các bạn. Nhìn nó sẽ có cái nét tự nhiên cực kỳ cao nha các bạn. Đó, giờ là nó vừa vô cái rãnh luôn. Thì cũng chia sẻ các bạn là mấy cái loại viên đá này, hồi trước giờ mình hay làm những cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ đó là từ những cái viên đá tai mèo mình đặt mua ở miền ngoài về. Mình thì chơi mini bởi vì mỗi lần mình đặt có vài chục ký à. Đó, về mình chơi hết rồi mình mới mua nữa các bạn ơi. Trong chỗ mình thì nó cũng hơi hẹp bởi vì không có mua nhiều được. Đây mình kéo nó vô. Đó, chắc trên đầu này mình phải thêm một cái cọng dây nữa các bạn. Rồi mình gịch cái đầu này thêm một cái nữa mới được rồi. Chắc một chút cái cây này mình gịch cái này rồi một chút mình cố định cái viên đá thêm một cái nữa nha các bạn. Sự ghép cái này thì nó cũng hơi khó khăn nha các bạn. Nó định hình rồi mình gia cố đồ lại. Thì cái thời gian mà để cho cái cây này mà nó nằm theo cái sọc đá này mình nghĩ chắc cũng phải lâu bạn ơi. Và ít nhất gì cũng phải 1 năm sau nó mới ôm theo cái viên đá này nha các bạn. Nó sau này thì nếu mà nó có phát triển nó lớn á, thì mình sợ xiết cái thân nó thì mình cắt ra mình đổi dây mới mình cố định lại nha các bạn. Này phải 1 2 năm, 1 2 năm nó mới nằm theo cái chiều của cái hốc đá này luôn. Đây, mình kéo vô nha các bạn. Kéo sát thiệt sát vô luôn đó, để cho nó nằm cái phần thân của nó là nó lớn sau này nó lớn là nó sẽ bóp cái phần trong đó là nó sẽ nở kín mít ở trong cái kẽ đá này đó, nó sẽ ra một cái cây me mà thân nó quái lắm nha các bạn. Thì mình cũng hay chia sẻ với mấy bạn là mình thì làm để chơi nó cũng không phải là chuyên nghiệp gì. Đó, nên mình làm theo cái kiểu mà nó cũng hơi tùy hứng bạn ơi. Đó, ví dụ có cái cây là mình có viên đá hoặc là có cái tượng hoặc là có cái chậu gì đó. Nó lúc nào ý tưởng mình ngẫu hứng mình ra cái ý tưởng gì đó là mình làm nó chơi bạn ơi. Chứ thật sự là mình làm không có cái khuôn mẫu gì hết. Đó, bởi vì mình chỉ thích cái hứng thú mình làm. Phần mình làm mình chơi, nói chung miễn sao mình cảm thấy hứng thú vui vẻ mình làm theo cái ý thích của mình mà thôi. Đó, thì đây cũng chia sẻ với bạn thì những nhất là mình chia sẻ với những cái bạn mà mới tập chơi giống như mình. Đó, thì cứ làm đi, cứ chơi đi. Chứ nhiều khi mới cái gì cũng sợ thì biết nào anh em mình mới chơi rồi theo đuổi cái đam mê được bạn. Đó, cây bây giờ mình nói bước lên đây thì anh em mình chia sẻ thật lòng những cái quá trình mình làm mình chơi. Đó, cái thứ hai á, là mình muốn có một nơi để mình học hỏi những anh em đồ đi trước. Đó, quay lên thì nó có cái đúng nó có cái sai gì đó anh em sẽ góp ý với mình bạn. Đó, thì để mỗi người hoàn thiện cái niềm đam mê chơi cây của mình. Đó, giờ mình cho cái viên đá này là quan trọng cho viên đá nó nằm sao mà hợp lý nữa bạn. Đó, giờ mình cho đất chất trồng này vô nha bạn, xơ dừa với cát nha bạn. Đó, mình đa số chậu này thì nó hơi lớn thì mình có trộn thêm một ít phân phân rơm bạn. Chứ mà cây cây lên cái chậu dưới nhật này nó cũng lớn lớn rồi, mình trồng thêm cái giá thể phân rơm cho nó cũng được. Đó, cho nó tốt cây thôi, những cây nhỏ thì cát với xơ dừa thôi bạn. Ở đây cái thế của nó là mình định là cho nó nằm vậy bạn, đá là mình không có dán vô luôn. Thì cái này thì mình chỉ tạo cho nó ôm đá thôi, sau này ví dụ mình có muốn để cái này mình chơi cũng được, còn nếu không có thích để trên cái chậu này thì mình đem ra mình ghép tiểu cảnh hoặc là mình muốn ghép đâu ghép. Đó, thì mình cũng chia sẻ với bạn là nó có cái hình thức mình làm vậy nè. Đó, là mình tại vì cái cây này là cái loại cây phát triển nó lớn
nên sau này á nó sẽ phát triển lên á, mình có thể ra cái chậu hoặc là cái dĩa gì nó lớn hơn, hoặc là mình phối với cái tiểu cảnh khác gì đó nó cũng dễ dàng hơn nha các bạn. Đó. Chứ nếu mình dán chết thì bắt buộc là nó sẽ phải nằm đây, nó phải nằm đây luôn. Sau này muốn chơi cái khác thì phải đập cái chậu rồi làm sao coi. Tại vì mình chơi cái kiểu này thì sao nó sẽ linh hoạt hơn cho mình cái thời gian sau này. Đó, mình muốn thay đổi như sao cũng được. Đó, miễn sao là nó nằm nó ôm thẳng vô cái cục đá như gì là mình có ra một cái tác phẩm mà đẹp đẹp mình chơi bạn ơi. Nó quan trọng là nó sống tốt là ok nha các bạn. Viên đá này thì một lát nữa là mình vô phân đàng hoàng hết đi, là mình sẽ chặn cái viên đá này lại nha các bạn. Đó, nó nằm cái kiểu này nhìn cũng có duyên lắm chứ đúng không các bạn. Đó, sau này mà nó phát triển là mình nghĩ là cái cây này nó nhìn nó cũng lạ đẹp lắm mà. Cho cái phần chân đi. Đối với thì đó giờ mình vô cũng xong rồi nè, mình cũng chặn rồi đó. Tại vì cái thời gian có hạn nên những cái lúc mình chặn chéo đó thì mình cũng không có quay lại được nhiều đó. Giờ mình bắt đầu mình dọn cái tàn nó lại đang mình định rồi mình nuôi rồi mình định hình nó lại bạn ơi. Chứ giờ chi cành tai cành của nó nằm lộn xộn hết á, giờ mình phân luôn đó, mình phân là mình bắt đầu mình nuôi luôn bạn. Chỉ chừa những cái cành nào mình thấy mình cảm thấy cần thiết á, thì cái cây cây dáng này á, thì mình chỉ có đường là mình làm một cái tàn bay thôi bạn, bay là nó hơi đổ xuống đó, bay mà kiểu mà cái cành bay nó hơi đổ cắm xuống nhìn nó có vẻ tự nhiên hơn bạn. Những cái này thì sau này mình sửa nó một hai nước dây xong rồi mình sẽ thả để mình chơi tàn thiên nhiên bạn. Nói tàn thiên nhiên là đối với mình á thì đúng mình thích là thích tàn thiên nhiên, nhưng mà cái bước đầu á bạn, quan trọng là cái bước đầu mình định hình những cái tai chi như thế nào rồi để xong hết rồi nó cũng vô khuôn khổ, nó cũng phải có một cái khuôn khổ rồi nó sẽ những cái tai chi chính nó nằm ở đâu ở đâu, xong rồi một vài nước dây nó có cái khung rồi mình sẽ thả tàn thiên nhiên nó mới hay hơn đây. Bây giờ mình tẻ luôn có cái nhánh sau này các bạn, mình thấy nó cũng không có hợp lý lắm nè, cái nhánh lớn ở ngoài sau mình đây nè đó, mình tính làm cái nhánh phong các bạn ơi. Mình thấy nó cũng hơi cấn cấn chướng chướng sao. Bây giờ mình tiễn nó luôn bạn ơi. Đó, mình chừa chỉ lại rồi xong rồi luôn, chừa lại cái một duy nhất một nhánh này thôi bạn ơi. Đó, giờ cái nhánh này nè mình nữa mình sẽ kéo cho nó làm một cái tàn cho nó bay ra ngoài đây nè bạn. Đó rồi một nhánh duy nhất vậy thôi, sau này mình nuôi bạn ơi. Rồi thôi mình cũng xin dừng cái video của mình ở đây nha bạn. Thì cảm ơn tất cả bạn đã xem cái video của mình. Thì nếu bạn yêu mến kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.